dính được một chú cá tê. Câu cống bằng cái chai nước ngọt, rất là đơn giản, đơn giản hiệu quả. Cần bằng cái nước ngọt cọt cái lưỡi vô, rất là thú vị. Cảm ơn mọi người xem clip, mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người.